Theo những gì được Hiệp hội các nhà báo điều tra quốc tế công bố, từ 11,9 triệu tài liệu, bao gồm email, bản ghi nhớ, hồ sơ thành lập, ảnh, tệp ghi âm, mà 29.000 chủ sở hữu của các công ty vỏ bọc tại những thiên đường thuế như Panama, Dubai, Monaco, Thụy Sĩ, Singapore hay quần đảo Cayman đã được tìm ra, bao gồm hơn 100 tỷ phú, 35 nhà lãnh đạo thế giới, cùng hơn 330 quan chức nhà nước. Chúng ta cứ hiểu rằng chúng ta đã mở ra một chiếc hộp Pandora mà bên trong còn chứa rất nhiều bí mật. Theo tờ Người Bảo Vệ của Anh, bí mật được nhắc tới ở đây chính là những kẽ hở trong hoạt động tài chính ở nước ngoài, cho phép nhóm người giàu có thể tiến hành trốn thuế. Họ sẽ trả tiền để thuê trung gian, thành lập các chủ thể pháp lý, những công ty, vỏ bọc, quỹ tín thác ở bên ngoài quốc gia họ sinh sống. Thay vì mua trực tiếp bất động sản tại London hay New York, khách hàng sẽ mua cổ phần của một công ty bất động sản nước ngoài, sở hữu tòa nhà đó, để tránh phải nộp thuế tài sản. Một số công ty này được sử dụng để ẩn danh tài khoản ngân hàng, máy bay phản lực cá nhân, du thuyền, biệt thự. Chúng ta đang nói về những người nằm trong nhóm có tiếng tăm nhất trên thế giới. Qua hồ sơ Pandora, chúng ta thấy họ mua bất động sản, chúng ta thấy họ mua cổ phần ở các công ty nước ngoài, họ mua nhà, mua xe và các tác phẩm nghệ thuật. Bằng cách vén màn che phủ những tài sản bí mật của giới quyền lực và giàu có, hồ sơ Pandora đã đặt ra câu hỏi về sự cân bằng giữa quyền riêng tư bảo mật và lợi ích công. Các thiên đường thuế ước tính đã làm chính quyền của các quốc gia thất thoát khoảng 400 đến 800 tỷ đô la Mỹ tiền thuế thu nhập doanh nghiệp và cá nhân mỗi năm.